Theo thống kê của cơ quan chức năng, thì hiện nay đã và đang có gần 400 tổ chức phản động trong và ngoài nước chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một lũ rác rưởi theo chân bọn bán nước để kiếm ăn với một số liệu đông đảo hơn nhiều. Nghề của chúng là bôi nhọ lịch sử, xuyên tạc sự thật, chửi bới đồng bào và bôi xấu đất nước. Chúng là nỗi nhục của người Việt Nam. Những kẻ phản động, chống đối là những kẻ bất đồng về hệ tư tưởng, quan điểm chính trị. Chúng luôn cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và chủ nghĩa xã hội là một cái gì rất ảo. Chỉ có dưới chế độ tư bản chủ nghĩa thì cuộc sống của con người mới tiến bộ và sống theo đúng nghĩa. Chúng bám vào sai sót nhất định trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước của các cán bộ, đảng viên ở cơ sở và những tồn tại bất cập trong nội bộ Đảng ta. Thực tiễn đã chỉ ra, Đảng ta luôn thể hiện sự đúng đắn trong việc hoạch định đường lối phát triển đất nước, nhưng khâu tổ chức thực hiện ở địa phương không phải ở đâu cũng đạt được yêu cầu. Chính những sai sót, khuyết điểm của cán bộ cấp cơ sở đã tạo ra những mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với chính quyền, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng. Từ những vấn đề đó, các thế lực phản động lợi dụng, không ngừng mở rộng mạng lưới. Chúng dùng mọi phương thức, thủ đoạn để lôi kéo người tham gia mạng lưới phản động của chúng để đấu tranh. Có thể là chúng lợi dụng những mâu thuẫn, dù là rất nhỏ giữa nhân dân và chính quyền rồi thổi phồng lên, tiêm nhiễm những tư tưởng chống đối, kích động quần chúng nhân dân tham gia mạng lưới của bọn chúng với nhiều danh nghĩa rất chính đáng như giúp đòi lại công bằng. Cũng có thể chúng nắm được những bí mật đời tư hay những tài liệu phạm pháp của một người, rồi từ đó khống chế, ép buộc phải tham gia tổ chức phản động của bọn chúng, hay bằng rất nhiều phương thức, thủ đoạn khác. Đây là một con đường hình thành các phần tử phản động tương đối phổ biến hiện nay. Chúng ảo tưởng, tham vọng về quyền lực chính trị. Không ít những người có máu chính trị, có tham vọng, nhưng lại không chịu phấn đấu bằng con đường chính đáng mà lại chọn cách đi tắt đón đầu. Bằng cách đầu quân cho các tổ chức phản động, một số người có ảo tưởng sẽ được đổi đời nhanh hơn. Các tổ chức phản động cũng thành lập hệ thống các cơ quan, như Đảng Việt Tân, chúng cũng có chủ tịch đảng, các phó chủ tịch. Giống với các chính đảng khác, chính sự những nguyên nhân trên đã dẫn đến những mầm mống sinh ra phản động, nhưng nghề phản động đơn giản chỉ vì tiền, xuất phát những lợi ích vật chất từ việc làm phản động. Không ít những người tham gia phản động cho rằng đây là một cái nghề. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng lại vô cùng có lý. Trên thực tế, có rất nhiều các tổ chức phản động, chống đối được thành lập ra để nhằm mục đích câu tiền từ các tổ chức và các thế lực thù địch bên ngoài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được các tổ chức phản động giao cho, ví dụ kích động biểu tình, phát tán truyền đơn có nội dung chống Đảng và Nhà nước, viết bài đả kích, xuyên tạc Đảng và Nhà nước, một người có thể nhận được số tiền rất hậu hĩnh mà lại rất đơn giản. Cái giá vài trăm USD cho một bài viết có nội dung chống đối hay vài nghìn USD cho một hoạt động kích động biểu tình, phá hoại là một điều rất khó cưỡng lại và đã có rất nhiều người thiếu hiểu biết hoặc cố ý chọn cái nghề này để kiếm tiền. Chính lòng hám lợi và tư tưởng nhen nhóm chống đối đã đẩy những con người này quay lại chống phá nhà nước, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Thế đấy, những nhà dân chủ, những nhà tự do và những đảng phái đối lập vẫn thuê những con người đó phục vụ cho chặng đường cứu quốc mà họ đang theo đuổi. Không chỉ vậy, những cặn bã trong cộng sản, kẻ đã bị trục xuất vì kém tài, thất đức cũng được trưng dụng bởi chúng có cái mác từng đứng trong hàng ngũ nọ, hàng ngũ kia, có cái mác học hành này khác. Rồi những kẻ cuồng dâm, vô văn hóa cũng được trưng dụng, được có công ăn việc làm. Những kẻ đó là những kẻ thô tục, lưu manh, mở miệng ra là nói những lời bậy bạ, chửi đồng không có suy nghĩ, vốn tưởng những kẻ đó chẳng có thể làm gì khác kiếm sống ngoài việc dóc lưng trần phơi thân bán sức. Nhưng vốn vô đạo đức lại lười lao động, những kẻ đó đã tìm kiếm những cơ hội việc làm nhàn hạ mà phát huy được sở trường chửi rủa. Kiếm tiền không phải tội lỗi, nhưng đừng phạm tội mà kiếm tiền. Hàng ngày, những người dân vẫn tin tưởng vào lãnh đạo, vào đảng, vào chính quyền, lao động miệt mài bằng chính sức mình để làm nên cuộc sống tốt đẹp. Những giọt mồ hôi chân chín đổ xuống để mang thành quả lao động về dựng xây tổ quốc. Hỡi những người hành nghề phản động, đừng nhìn đâu xa những ngẫm xung quanh mình để nhìn lại và quay đầu trước khi quá muộn.